Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Ba Bồng TV. Trên tay mình là chiếc LG GD570 nha các bạn. Rồi, đây là một chiếc điện thoại nắp gập. Ok, bên trong dãy phím còn khá là đẹp nha các bạn. Hình cũng còn rất là mới luôn. Bên cạnh trái của chiếc điện thoại này là hai nút tăng giảm âm lượng. Bên cạnh phải là một nút chụp hình. Phía trên này là một cổng sạc micro USB. Mặt sau của máy thì có một cái camera độ phân giải 2 chấm nha các bạn. Chiếc điện thoại này nó có một điểm cực kỳ hay luôn các bạn. Hay ở chỗ nào thì mời các bạn tiếp tục xem video của mình nha. Bây giờ mình sẽ gắn pin và mở nguồn máy lên nha các bạn. Máy đã lên rồi nha các bạn. Hiện tại thì mình thấy máy có nhận SIM và sóng 3G nha các bạn. Rồi bây giờ mình thử gọi cho em gái tổng đài xem. Xem em đang làm gì nha. Loa rất là to luôn. Các bạn nhìn thấy cái giao diện nó cute không? Chiếc điện thoại này nó cute từ cái thiết kế màu sắc nè cho đến cái nội dung bên trong luôn. Cực kỳ đẹp luôn các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ vào cái menu để xem giao diện của nó nha các bạn. Đây. Giao diện cực kỳ đẹp luôn các bạn ơi, rất đẹp luôn. Thật sự rất thích chiếc điện thoại này bởi vì nó có những cái điểm rất là lạ và đẹp các bạn. Rồi, mình sẽ vào phần cài đặt để xem một số cái chức năng của máy nha. Sẽ vào từng mục luôn nha các bạn. Âm thanh nè. Nhạc chuông nè. Loa con này nghe hay lắm các bạn ơi, rất to luôn. Rồi. Display. Đây là cái này phải có internet mới vào được nha các bạn. Đây. Mình sẽ vào mục wallpaper hình nền trước nha. Picture là hình nè. Ok, rồi mình vào cái hình động đây ha, hình nền động đi. Rất đẹp các bạn ơi. Nói thật với các bạn là từ trước đến giờ mình chưa có review chiếc điện thoại cỡ nào mà nó đẹp như vậy. Nó thiết kế từ cái bên ngoài tới bên trong rất là tỉ mỉ các bạn. Và dĩ nhiên chiếc điện thoại này mình chắc chắn một điều là mình không bao giờ bán luôn. Rất đẹp. Cái giao diện nãy mình chọn là mình để mặc định luôn nha các bạn. Rất đẹp luôn. Nè. Mình di chuyển tới đâu thì cái con chim nó bay tới đó. Hay không các bạn? Có nghĩa là họ thiết kế cái điện thoại này rất là chi tiết luôn các bạn. Rất hay. Rất đẹp. Display tiếp tục nè. Color time. Cái color time này là những cái màu các bạn. Cái màu này nè. Đó, mấy cái màu này nè. Chắc là mình chọn màu hồng cho nó phù hợp với lại cái thiết kế của máy nha. Rồi. Một external display. Đây. Cái mục này rất là đặc biệt cho nên mình sẽ nói ở cuối video nha các bạn. Còn đây. Ok. Đây là cái dãy đèn LED trên đây nè các bạn. Còn mục này là những cái hiệu ứng chuyển động của đèn LED nha các bạn. Light flowing có nghĩa là nó sẽ chuyển động từ trái qua phải. Này các bạn nhìn nè. Từ trái qua phải. Đây. Right to left nè. Từ phải qua trái. Light on là sáng hết luôn. Đó, nó có rất là nhiều cái chuyển động của đèn LED nha các bạn. Ok, còn phía dưới này là cái màu của đèn LED. Đó. Rất đẹp các bạn ơi. Mình rất là mê mấy cái đèn LED của chiếc điện thoại này. Rồi. Phong. Thôi ok. Cái phông mặc định nó đang đẹp rồi cho nên mình sẽ không chuyển đổi phông nữa nha các bạn. Độ sáng nè. Hiện tại đang là 100% nha các bạn. Bắt là timer rồi ok. Mình sẽ đi qua một khác. Cái menu style. Đây. Circle là vòng tròn. Cái menu của mình nó sẽ chuyển sang vòng tròn nha các bạn. Đây, cái menu nè.
cái menu này thì mình thấy nó cũng lạ nhưng mà nó khó nhìn quá các bạn, cho nên mình sẽ chuyển lại về như cũ nha. Mình thích cái này hơn, nhìn nó dễ nhìn hơn. Chiếc máy này có Bluetooth, còn cái này là cái gì đây? Ok, không biết thì không nên vào. Phone setting. Ok, mấy cái này thì không có gì để nói, cài đặt của máy thôi. Ngôn ngữ một set flight mode, cái này là chế độ máy bay hả? Tự động xoay. Rồi ok, mình sẽ đi qua mục tiếp theo. Bây giờ mình vào media ha. Photo nè, máy nghe nhạc nè. Ồ, có YouTube nè các bạn. Mà mình nghĩ là chắc là không xem được đâu. Bây giờ mình sẽ chụp thử cái camera này để xem nó chụp có đẹp không nha. Độ phân giải của nó là 2 chấm á. Đây. Mình thấy chụp cũng được, không đến nỗi đâu. Còn đẹp thì chắc chắn là không đẹp được rồi. Ok, sẽ vào phần music player xem ha. Không có nhạc gì hết. Rồi ok, không có nhạc. Image, hình, sao, âm thanh, video. Video không có luôn. Ok, bây giờ mình sẽ vào mục game và ứng dụng nha, để xem nó có gì trong này không. Đây. Đây là một số tựa game mà mình đã cài sẵn rồi, để không mất thời gian cài trong cái lúc mà mình quay nữa nha các bạn. Đáp án đây ha. Rồi. Để xem chiếc máy này chạy game Java có mượt không. Sao nó đứng luôn rồi các bạn. Đứng rồi, ok. Vậy thì mình vào game khác vậy. Hơi lag nha các bạn. Nó lag quá các bạn ơi, chắc mình thử đổi game khác nha. Đôi khi mình cài game mà nó không có đúng với độ phân giải á, mình nghĩ nó cũng ảnh hưởng á. Rồi ok, game mình test vậy thôi nha các bạn, lag quá không thích. Rồi ok, còn đây là một cái điểm mà mình thích nhất trên chiếc điện thoại này nha các bạn. Đây, nãy mình có nói để cuối video mình làm á. Đây chính là mục display nè. Đây, external display. Đây là cái mục của cái màn hình LED bên ngoài. Đó, các bạn thấy hay không? Rất đẹp luôn. Chữ B nè, chữ B là tên kênh của mình luôn nha các bạn, Ba Bồng TV. Standby là bình thường, cuộc gọi đến nè, cuộc gọi lỡ nè, tắt mở máy. Có nghĩa là mình sẽ tùy chỉnh được cái đèn LED theo các cái mục luôn nha các bạn. Còn cái mục Standby là nó sẽ hiển thị sau khi cái giờ này hiển thị nha các bạn. Đây, nước nè, game nè, hộp quà nè. Ok, bây giờ mình sẽ thử chọn một cái bất kỳ nha. Đây. Rồi. Sau khi cái giờ này hiển thị xong thì cái hình hộp quà nó sẽ ra. Đó. Đẹp chưa? Còn đây là cuộc gọi đến nè. Đó, cuộc gọi đến thì nó sẽ hiển thị như vậy. Hoặc là như vậy. Hoặc là như vậy. Đó, nó có nhiều cái mục hiển thị lắm. Đó, cuộc gọi lỡ nè. Còn đây là cái mục mà khi các bạn bật máy lên thì nó sẽ hiển thị như cái này nha các bạn. Đây. Còn mục này là khi các bạn tắt máy đi thì nó sẽ hiển thị nha.
Còn cái new button này là để chúng ta có thể tùy chỉnh được cái đèn led nha. Đây, hôm bữa mình có chỉnh cái đèn led thành chữ B. B là 3 vòng TV đó các bạn. Rồi ok, nếu các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên cho mình một like và một subscribe nha. Còn bây giờ hẹn gặp lại tất cả các bạn vào những video lần sau. Bye bye, see you again.